Bitcoin đang tiến sát cột mốc lịch sử 100.000 đô la, giới đà tăng giá phi mã nhờ tác động từ chiến thắng bầu cử của Donald Trump và những thay đổi lớn trong ngành. Trong khi đó, ETH cùng các altcoin cũng ghi nhận những mức tăng trưởng ngoạn mục, góp phần đẩy thị trường crypto lên những đỉnh cao mới. Nhưng không chỉ vậy, sự trở lại mạnh mẽ của Trump còn hứa hẹn định hình tương lai khác biệt cho tiền điện tử, với sáng kiến lập quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Cùng lúc, MicroStrategy khiến cả thế giới bất ngờ khi quy động 3 tỷ đô la để tiếp tục chiến lược All-in Bitcoin. Và ở một diễn biến khác, Pinnacle đang tiến gần đến thời khắc lịch sử của chính mình, sẵn sàng cho Open Mainnet sau những bước tiến vững chắc. Rất cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. BTC tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới với giá vượt ngưỡng 99.000 đô la sau 3 ngày tăng điểm thứ tư liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá BTC đã tăng hơn 130%, gần như gấp đôi, và đang áp sát mốc lịch sử 100.000 đô la. Chiến thắng bầu cử của Donald Trump cùng cam kết về chính quyền thân thiện với tiền điện tử đã tạo động lực lớn, giúp BTC tăng vọt 46% chỉ trong hơn 2 tuần. Thị trường cũng đón nhận tín hiệu tích cực từ thông báo từ chức của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán SEC Gary Zeller, người bị chỉ trích vì các chính sách khắt khe với ngành crypto. ETH cũng không kém cạnh khi tăng vượt 3.336 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua, được thúc đẩy bởi các quỹ Ethereum Spot ETF mới được chấp thuận. Thị trường Anh coi ghi nhận những cái tên nổi bật như FTT tăng 35% chỉ trong một ngày, cùng OP và XRP đều tăng trên 25%. Trong khi đó, Foucault cũng khởi sắc, giới Dow Jones tăng 462 điểm và S&P 500 đạt thêm 0,53%. Tâm điểm tuần này là BTC, khi thị trường ngóng đợi thời khắc lịch sử khi tiền điện tử hàng đầu thế giới chạm ngưỡng 100.000 đô la. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2024, MicroStrategy chính thức thông báo đã hoàn tất dòng gọi vốn mới nhất, quy động thành công 3 tỷ đô la thông qua phát hành trái phiếu nợ kỳ hạn đến năm 2029. Đây là kết quả vượt mong đợi so với mục tiêu ban đầu là 1,75 tỷ đô la, nhờ tất cả các nhà đầu tư chọn mua thêm trái phiếu trong điều khoản tùy chọn của công ty. Điểm đặc biệt, trái phiếu này không trả lãi nhưng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với mức giá cao hơn tới 55% so với giá hiện tại. Số vốn khổng lồ này sẽ tiếp tục được MicroStrategy sử dụng để thực hiện chiến lược All-in Bitcoin và trang trải chi phí hoạt động. Mới đây, công ty đã chi 4,6 tỷ đô la mua thêm Bitcoin, nâng tổng số nắm giữ lên 331.200 BTC, trị giá gần 32,8 tỷ đô la, gấp đôi chi phí mua ban đầu. Trong tháng 11, cổ phiếu MSTR của MicroStrategy đã tăng phi mã từ 230 đô la lên 543 đô la, phá kỷ lục từ năm 2000. Tuy nhiên, Citron Research, quỹ đầu tư bán khống nổi tiếng, cảnh báo mức giá này vượt xa giá trị thực, khiến MSTR giảm 16% trong ngày 21 tháng 11. Dù vậy, khối lượng giao dịch cổ phiếu vẫn đạt đỉnh 50 tỷ đô la, khẳng định vị thế của MicroStrategy trong làn sóng đầu tư Bitcoin toàn cầu. Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group, TMTG của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gây chú ý với kế hoạch mở rộng vào lĩnh vực tiền điện tử thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu DeFi lên văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO vào ngày 18 tháng 11. Theo hồ sơ, TMTG đang hướng đến việc phát triển các giải pháp ví kỹ thuật số, xử lý thanh toán cho tiền điện tử và tiền pháp định, cũng như cung cấp nền tảng giao dịch tài sản số. Đồng thời, công ty còn nhắm đến các dịch vụ phân tích thị trường, thống kê tài chính và dịch vụ lưu ký tài sản số cho mục đích quản lý tài chính. Luật sư John Zerpan nhận định, đây có thể là dấu hiệu TMTG đang chuẩn bị ra mắt một nền tảng crypto đầy tham vọng. Dù hiện tại, tiến trình phát triển của TMTG trong lĩnh vực này còn chưa rõ ràng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Trump và các doanh nghiệp của ông thể hiện sự quan tâm đến tiền điện tử. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, gia đình Trump đã ra mắt nền tảng DeFi World Liberty Financial. Thêm vào đó, thông tin về khả năng TMTG đàm phán mua lại sàn giao dịch BAC càng khẳng định quyết tâm của Trump trong việc định hình tương lai ngành crypto. Cùng với chiến thắng bầu cử của Trump, thị trường tiền điện tử bùng nổ khi Bitcoin tiến gần ngưỡng lịch sử 100.000 đô la. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đang thúc đẩy sáng kiến đầy tham vọng khi đề xuất thành lập Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử với khả năng xây dựng quỹ dự trữ Bitcoin đầu tiên của Hoa Kỳ, theo thông tin từ Reuters.
Dù chi tiết về lãnh đạo và chiến lược vẫn chưa được công bố, hội đồng này dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách tiền điện tử quốc gia. Với nhiệm vụ hợp tác cùng Quốc hội để xây dựng khuôn khổ pháp lý, hội đồng còn đảm nhận vai trò cầu nối giữa chính phủ và các cơ quan tài chính liên bang như SEC nhằm tạo điều kiện phát triển ngành tài sản kỹ thuật số. Nhiều tên tuổi lớn từ Ripple, Kraken, ICTZ và Paradis đang chạy đua để góp mặt trong hội đồng quyền lực này, hứa hẹn tập hợp những bộ óc ưu tú nhất của lĩnh vực crypto. Hội đồng có thể hoạt động độc lập hoặc dưới sự quản lý của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Đáng chú ý, nhóm chuyển giao của ông Trump còn đề xuất lập vị trí Crypto Czar tại Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu tiên một chức vụ đặc biệt được thiết kế để giám sát tiền điện tử. Đây là bước ngoặt lịch sử thể hiện tham vọng chiến lược của chính quyền Trump trong kỷ nguyên tài sản số. Tiến trình di chuyển Bitcoin sang Mainnet của Pinnacle tiếp tục nóng hơn bao giờ hết, báo hiệu sự sẵn sàng cho giai đoạn Open Mainnet đầy triển vọng. Sáng nay, ví tổng GIBT tiếp tục nhận thêm 50 triệu Bitcoin, nâng tổng số Bitcoin phân phối trong tháng 11 lên hơn 100 triệu. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tất cả các tài khoản đã vượt qua KYC sẽ kịp thời nhận Bitcoin trước thời hạn 31 tháng 12 năm 2024. Việc bơm thêm lượng lớn Bitcoin vào hệ thống cho thấy quyết tâm của Bitcoin Team trong việc hoàn thiện mục tiêu di chuyển Mainnet. Diễn biến mới nhất nối tiếp theo sau sự kiện Pinnacle cán mốc 7 triệu ví Mainnet và gần 14 triệu tài khoản KYC thành công, chiếm gần 90% mục tiêu toàn cầu. Khi mọi chuẩn bị đang tiến gần đến đích, cộng đồng Pine có thể kỳ vọng một bước ngoặt lịch sử khi Pine Quốc chính thức bước vào Open Mainnet, sẵn sàng kết nối toàn cầu. Giống quá thị trường tiền điện tử vào lúc 17:30 là 3,447 nghìn tỷ đô la, thay đổi 2,7% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 98.481 đô la, tăng 1% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.335 đô la, tăng 6,5% trong ngày. Binance Coin giao dịch tại 626 đô la. CryptoLetVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.